Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu về khóa học kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Khóa học kế toán cho hộ kinh doanh là một mô hình do một cá nhân hoặc một thành viên hộ kinh doanh đăng ký thành lập, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Để hiểu được mô hình doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, thủ tục chuẩn của một doanh nghiệp và nghiệp vụ hạch toán xác định doanh thu, giá vốn phát sinh ra sao, cùng tìm hiểu qua khóa học kế toán của hộ kinh doanh, cùng Kế toán Việt Hưng. Nội dung của khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất liên quan đến đầu kỳ của khóa học, cách tạo cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh, khai báo các danh mục để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Ở nội dung thứ hai, cách hạch toán các nội dung các hóa đơn phát sinh trong kỳ. Trước tiên, các bạn học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp phải làm, từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại hộ kinh doanh. Hạch toán các hóa đơn mua hàng hóa, phân hệ kế toán bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu đối với hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại, hạch toán các hóa đơn dịch vụ trong từng trường hợp cụ thể, phân bổ kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, áp dụng theo chế độ bảo hiểm mới nhất. Xử lý các nội dung sau khi nhập liệu các hóa đơn chứng từ, cân đối, kiểm tra số liệu báo cáo, xem đã đúng và hợp lý không, nhận biết được từng tài khoản giữa chi phí và tổng hợp đã hợp lý chính xác hay chưa, và cách sửa sai trên các chỉ tiêu của báo cáo, xử lý các vấn đề như hàng tồn kho, cân đối giữa doanh thu và chi phí, các vấn đề sai sót về tài sản cố định, công cụ giữa chi tiết và tổng hợp so với báo cáo. Hướng dẫn cho các bạn lên tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh. Phân biệt 3 phương pháp kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh trong tháng hoặc quý, theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế từng lần phát sinh, hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán. Các thủ tục hồ sơ khai thuế theo tháng, quý cần lưu ý và cách kê khai nộp các khoản thuế. Và nội dung thứ ba là hoàn thiện việc sổ sách và lên báo cáo tài chính đối với hộ kinh doanh. Và đó là các nội dung chính khi tham gia khóa học kế toán hộ kinh doanh của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Sau khóa học sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn đối với công việc của một kế toán trong hộ kinh doanh. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online và chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Và mỗi phần sẽ là các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.